Đây. Tí quay hộ mình tí nhá, mình để măng cho mọi người xem. Không, vừa bán lá vừa ăn măng. Đây là vặt lá. Vừa vặt lá vừa lấy măng nhá. Em là em đi bẻ măng. Măng năm thứ ba to lắm nhá. Măng bây giờ chỉ bằng này thôi, cây hơn 5 măng bằng này này. Đấy. Không biết bao nhiêu mới đủ ăn chứ. Nhỏ này. Luộc ăn nhỉ, luộc chấm mẻ nhỉ. Hả? Em cô chỗ nào? Cây dưới có không chị ơi? Măng. Bé lắm. Tìm cây nào to to mình bẻ măng cho mọi người. À đây cây kia. À bạn ơi, cầm dưới cái này để mình bẻ măng á. Cứ như này thôi, đừng nghiêng máy được. Đấy nhá, xem mình bẻ măng nhá. Rồi nhé. Không giòn mấy nhỉ, không kêu giòn. Đây, có măng ăn rồi. Thấy không? Thấy hả? Rồi. Măng đây, măng giang. Chuẩn bị nghỉ á? Đàm nó được 40 cân nó nghỉ thôi. Mình đi sao à? Sáng nay xe. Trưa nay vào trong lán mà ăn cơm. Hả? Mọi người. À. Anh Nguyên là anh rể đúng không? Hay là bởi vì Nguyên là gốc ở đây mà. Ui. Để mang về ăn. Có ở đấy có măng thấp không? Đây măng cao nhiều quá. Chỉ lần bẻ măng. Thì mọi người hái lá mình bẻ măng. Cái đây nó bảo măng ra mấy chục nghìn nên nó sốt. Ừ. Đấy hái sạch như này là được nhỉ. Họ hái gì đó? Ô, họ hái chạy rồi này, tốt rồi. Đây, em qua. Bẻ măng về nấu thôi. Ui dồi, măng to đây. Tầm 20 cái là đủ ăn. Đây, cái này thứ hai như này. Lá, toàn lá. Người hái lá, em hái măng. Đó. Ngày nào cũng lên đồi. Đó, ngày nào cũng ở đồi lá. Vừa này cứ hái khoảng 15 ngày là xong. Đây các bác. Lá rất chi là nhiều và ok. Đó. Hái lá thôi mà. Có măng không? Ô, cây này hôm nọ mình bón phân đấy, thấy lá nó khác không? Có mà. Lá khác hẳn nhỉ? Vâng. Ơ, thật vậy nhỉ? Cái gì cũng thích tiền mà. Ô. Đúng không? Đấy, lá như này gần như... Cây này hôm nọ mình bón phân. Đùi trên kia toàn như này hết. Ô, hái lên đùi trên thích lắm. Thế sao không phải cố về đâu. Đồi trên kia có 2.000 cây nhưng mà ui dồi ôi lá toàn như này luôn, không phải đùa, mà hái dễ hơn, trồng thưa hơn. Trồng thưa sau này trồng thưa không lại bón phân thử thí điểm ấy.
Ôi, chắc là phải bón phân rồi, không có cái gì phải đầu tư nữa. Mình toàn ăn hết của nó. Con người còn thích tiền lắm, cây cũng thích tiền nhỉ. À, đây em bẻ, mình bẻ măng mình ăn đây. Cái gì không biết chứ được ăn măng đó. Tiếc nhỉ, lá đẹp thế, rách nhỉ. Mọi người tí nghỉ thì vào trong lán nấu nướng à? Em mang cơm về. Mang cơm không thì xuống dưới nhà nghỉ. Ừ, cho mát. Thôi, mình về luộc măng rang đây.